Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Minh Audio. Cuối tập trước, cảm nhận được cổ kiếm ý mà Tần Trần đánh ra vô cùng quen thuộc, làm cho Thượng Quan Hi Nhi kinh sợ không thôi, ánh mắt nàng gắt gao nhìn Tần Trần, lên tiếng hỏi: "Ngươi là Tần Trần?" Tần Trần nghe vậy thì lặng yên nhìn Thượng Quan Hi Nhi, ánh mắt bình tĩnh, hơn 300 năm qua đi, một lần nữa trong thế nữ nhân này, trong lòng Tần Trần chỉ có vô tận sát ý, hắn lạnh lùng mở miệng nói: "Không sai, là ta." Chỉ bốn chữ đơn giản, đối với người khác cũng không có gì, thế nhưng khi rơi vào trong tay Thượng Quan Hi Nhi, thì chẳng khác nào xét đánh cả về phía thượng quan hi nhi ngay khi nghe xong lời này làm nàng hoảng sợ lùi lại mấy bước trong mắt hiện rõ vẻ khó có thể tin lên tiếng không có khả năng năm đó ngươi đã chết làm sao có thể sống lại chẳng lẽ ngươi đi đoạt xá kẻ khác sao không đúng coi như linh hồn ngươi không có mẫn diệt thì tại sao thân thể lại trẻ như thế được chẳng lẽ ngươi về sau vẫn tiếp tục đoạt xá người khác từng trần nghe vậy thì trên thân bộc phát vô tận sát ý hắn cũng không có giải thích gì về chuyện này mà chỉ lạnh lùng nói ra ta làm sao không chết ngươi cũng không cần biết nguyên nhân thượng quan hi nhi ba trăm năm trôi qua ta rút cuộc vẫn đứng ở trước mặt ngươi mà hôm nay cũng chính là ngày dỗ của ngươi chỉ bằng ngươi sao nói ra lời này thượng quan hi nhi cũng tỉnh táo lại nàng lạnh lùng nhìn tần trần khóe miệng hiện ra nụ cười giễu cợt lạnh giọng nói từng trần năm đó ta có thể giết chết ngươi thì hôm nay cũng có thể làm được với lại lần này ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán không cho ngươi cơ hội đoạt xá sống lại lần nữa nói dứt lời thượng quan hi nhi liền vung tay lên đem kim cương vòng tay thu lại sau đó lạnh lùng hỏi phong thiếu vũ chắc hẳn đã bị ngươi bắt được ngươi đem hắn giấu ở chỗ nào rồi từng chừng nghe vậy thì nở một nụ cười thế nhưng nụ cười này lại rất lạnh hắn phất tay một cái trấn ma đỉnh liền bay tới theo đó là một đạo linh hồn rơi vào trong tay từng trần kêu theo lương thảm thiết mà đạo linh hồn này đúng là phong thiếu vũ ngay khi vừa ra đến bên ngoài thấy thượng quan hi nhi cũng có ở đây tức khắc liền quát ầm lên hi nhi nhanh cứu ta về phía thượng quan hi nhi ngay khi nhìn thấy phong thiếu vũ làm nàng kinh hô thành tiếng bởi vì nàng thấy linh hồn phong thiếu vũ lúc này đã cực kỳ suy yếu không biết đã trải qua bao nhiêu thống khổ trông nhếch nhác không gì sánh được một màn phát sinh này làm cho phệ thiên ma chủ ma lệ và xích viêm ma quân sủng sốt không thôi trong nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra theo như bọn họ biết thì tần trần và thượng quan hi nhi không phải là cừu địch hay sao như thế nào lại trông giống như lão bằng hữu vậy còn có cả phong thiếu vũ nữa không phải là phiêu miễu cung cùng hiên viên đế quốc từ trước đến giờ vẫn luôn đối địch tại sao thượng quan hi nhi lại quan tâm đến hắn như vậy sau một hồi dường như nhận ra điều gì ma lệ đột nhiên nhìn về phía tần trần thanh âm không che giấu được hoảng sợ lên tiếng nói phá trần võ hoàng chẳng lẽ người này là phá trần võ hoàng năm đó sao quay trở lại với thượng quan hi nhi nàng cũng không để ý đến mấy người ma lệ bên ngoài ánh mắt vẫn chăm chú nhìn linh hồn phong thiếu vũ trong tay Tần trần lạnh giọng hỏi từng trần ngươi muốn làm cái gì từng trần nghe vậy thì một tay nắm lấy đạo linh hồn của phong thiếu vũ một bên cười lạnh nói nếu ngươi muốn mạng sống nhân tình của mình thì liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi thượng quan hi nhi nghe xong cũng không nói gì khí sắc âm tình bất định sau một hồi thì ngửa mặt lên trời cười to trào phúng nói từng trần ơi từng trần ba trăm năm trôi qua ta nghĩ ngươi khôn khéo hơn trước rất nhiều chứ không nghĩ tới ngươi còn ngu xuẩn như vậy thượng quan hi nhi ta nhất tâm muốn đạt được thành tựu chí cao võ đạo làm sao lại vì một cái phế vật mà thúc thủ chịu trói được nếu như ngươi đã không xuống tay được vậy thì để ta làm đi nói dứt lời ánh mắt nàng đột nhiên phát lạnh một chỉ điểm ra tức khắc một đạo ánh sáng đỏ ngòm liền lao thẳng tới linh hồn phong thiếu vũ trong tay Tần trần nếu như bị cổ lực lượng này đánh trúng linh hồn phong thiếu vũ trong nháy mắt sẽ hôi phi yên diệt ngay đến cả một điểm tàn hồn cũng không lưu lại từng trần thế vậy thì hừ lạnh một tiếng trên thân liền bộc phát ra một cổ lực lượng đáng sợ đem huyết quang của thượng quan hi nhi ngăn trở lại thế nhưng vẫn có một ít lực lượng xông qua bảo hộ của tần trần dũng mãnh đánh vào linh hồn phong thiếu vũ làm cho phong thiếu vũ thống khổ gào thét linh hồn liên tục vặn vẹo biến ảo quát ầm lên hi nhi ngươi vì cái gì lại làm như vậy chẳng lẽ ngươi quên con gái chúng ta là băng vân rồi sao thượng quan hi nhi nghe vậy thì khóe miệng liền hiện lên nụ cười lạnh băng lãnh nói băng vân mặc dù là con gái chúng ta nhưng cũng chỉ là vật dẫn để ta loại trừ tai họa ngầm mà ma linh lưu lại trong cơ thể khi tu luyện huyết hồn đại pháp mà thôi chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta muốn cùng ngươi sinh một đứa con gái sao ngay khi thượng quan hi nhi vừa nói dứt lời thì một tiếng vỗ tay liền vang lên khi mọi người quay đầu nhìn sang đã thấy phệ thiên ma chủ tiến lên mấy bước cười gằn nói bội phục thật sự là bội phục a à? khi trước bản ma chủ đem hậu bối của mình hiến tế cho uyên ma chi chủ đã cảm thấy rất ngoan độc rồi không nghĩ ra một nữ đế nhân loại lại có thể đem nữ nhi ruột của mình làm thành lô đỉnh cùng vật dẫn loại thủ đoạn này ngay cả ta cũng cảm thấy không bằng thật là bội phục lúc này chỉ có duy nhất phong thiếu vũ là không thể chấp nhận được sự thật trước mắt linh hồn kịch liệt run rẩy hắn không thể nào tin được những lời mà thượng quan hi nhi vừa nói lạnh lùng nhìn phong thiếu vũ từng trần trong lòng cũng không có thương hại nếu có chỉ là thoải mái rồi hắn lạnh lùng lên tiếng nói phong thiếu vũ năm đó ngươi cùng với thượng quan hi nhi hãm hại ta đây chính là kết cục mà ngươi phải gánh chịu thế nhưng ta sẽ không để cho ngươi chết trong tay thượng quan hi nhi bởi vì chỉ có ta mới có thể giết ngươi lời nói vừa dứt thanh liên yêu hỏa nở rộ đáng sợ hỏa diễm trực tiếp đem linh hồn phong thiếu vũ đốt cháy dưới tử vong đe dọa phong thiếu vũ điên cuồng dãy dụa hắn khóc ròng ròng thảm thiết nói đừng giết ta ngươi đừng giết ta ta nguyện ý thần phục ngươi vàng xin ngươi đừng có giết ta ta không muốn chết ta biết một cái bí mật có liên quan tới thượng quan hi nhi cùng với ngươi thật ra huyễn ma tông chủ ngay khi phong thiếu vũ vừa nhắc đến cái tên này sắc mặt thượng quan hi nhi tức khắc đại biến nàng nhanh như chớp xuất thủ ngay kim cương vòng tay đánh ra nổ bắn ra chói mắt hoa quang hóa thành tam thập tam trọng thiên đánh về phía linh hồn phong thiếu vũ trong tay từng trần một kích này thượng quan hi nhi đã ra tay toàn lực đối mặt với một kích bất ngờ của thượng quan hi nhi làm Tần Trần có chút giật mình, hắn vội vàng đấm ra một quyền ngăn cản, thế nhưng không kịp. dưới một kích của Thượng Quan Hi Nhi, linh hồn vốn đã suy yếu của Phong Thiếu Vũ triệt để hôi phi yên diệt, hóa thành hư vô. lạnh lùng nhìn Thượng Quan Hi Nhi, Tần Trần có một loại cảm giác, Phong Thiếu Vũ hình như biết một bí mật nào đó, nên Thượng Quan Hi Nhi mới đột ngột ra tay xuất thủ như vậy. mang theo nghi hoặc, Tần Trần liền lên tiếng hỏi Thượng Quan Hi Nhi, ngươi định che giấu điều gì? Thượng Quan Hi Nhi nghe vậy thì thẳng nhiên nói, che giấu gì chứ, phía trước một người chết, ta cần thiết phải che giấu sao? hư lạnh một tiếng tần trần cũng không nói lời nào ánh mắt hắn âm trầm hẳn lại hồi tưởng lại những lời sau cùng mà phong thiếu vũ vừa nói trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ huyễn ma tông chủ cùng với thượng quan hi nhi có quan hệ gì sao hay là trên thân huyễn ma tông chủ có bí mật gì mà bí mật này hẳn là nghịch lưng của thượng quan hi nhi nên nàng ta mới không muốn cho bất kỳ người nào biết nghĩ tới đây khóe miệng tần trần hiện lên nụ cười nhạt hư không lóe lên đã thấy thượng quan cổ phong xuất hiện trong tay tần trần rồi hắn lạnh lùng lên tiếng ngươi cho rằng giết phong thiếu vũ là hữu dụng sao thượng quan cổ phong vẫn còn ở trong tay ta chỉ cần ta muốn thì vẫn có thể biết được bí mật này của ngươi dứt lời ánh mắt từng trần liền nhìn đến thượng quan cổ phong trong tay lạnh lùng nói thượng quan cổ phong như ngươi đã thấy người này ngay cả phong thiếu vũ cũng giết nữ nhi mình đều có thể lợi dụng ngươi cảm thấy nàng ta sẽ quan tâm đến sống chết của ngươi sao chỉ cần ngươi nói ra bí mật mà phong thiếu vũ vừa nhắc tới thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng thượng quan cổ phong nghe vậy thì thân thể không tự chủ được mà rung lên một cái hiển nhiên là tất cả những chuyện phát sinh khi trước ở bên trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp nàng cũng chứng kiến cho đến bây giờ trong lòng vẫn là tràn ngập hoảng sợ trầm ngâm một hồi thì thượng quan cổ phong cũng ngẩng đầu lên mang theo tâm thần bất định nhìn thượng quan hi nhi sau đó cúi đầu hoảng sợ nói từng trần năm đó cùng ngươi không phải là thượng quan hi nhi nàng còn có một tỷ muội song sinh khác tên là thượng quan uyển nhi không đợi cho thượng quan cổ phong nói xong thì thượng quan hi nhi đã nổi giận gầm lên nàng trực tiếp thiêu đốt tinh huyết cả người bộc phát ra ánh sáng màu đỏ ngòm vội vàng thôi động kim cương vòng tay hung hăng đánh tới từng trần thế vậy thì liền thôi động yêu kiếm cường thế chém tới ngay sau đó yêu kiếm cùng kim cương vòng tay mạnh mẽ va chạm vào nhau Tần Trần chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền tới, đem hắn đánh bay ra ngoài, mà Thượng Quan Hi Nhi cũng vì thế mà mất đi cơ hội giết chết Thượng Quan Cổ Phong. Mặt Uyên Bạch và Cổ Tôn Nhân thấy vậy thì trên mặt lộ rõ khẩn trương, đồng loạt hướng Thượng Quan Hi Nhi đánh tới, thế nhưng lại bị mấy đạo ánh sáng đỏ ngòm trên người nàng ta đánh cho bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn máu, nếu như không phải hai người có bảo vật thủ hộ, thì một kích này đã đủ để cho hai người trọng thương, trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Trên mặt hiện rõ hoảng sợ, Cổ Tôn Nhân liền quay đầu nhìn sang Tần Trần, ngưng giọng nói: "Chủ nhân lực lượng của thượng quan hi nhi đã chân chính tiến nhập thánh cảnh cái nàng thiếu chỉ là cảnh giới mang đến gia trì đối với đại đạo trưởng khống mà thôi trong khi mấy người cổ tôn nhân còn đang kinh hãi về thực lực của thượng quan hi nhi thì thượng quan hi nhi trong lòng cũng là kinh hãi không thôi một kích vừa rồi của nàng đã thiêu đốt tinh huyết để thôi động kim cương vòng tay lực lượng đủ để đem một tên bán thánh oanh bạo thế mà từng trần chỉ là lui lại một ít ngay cả đến nửa điểm trọng thương cũng không có Thông vệ hắn bản thân có lẽ sẽ có cơ hội bước vào thánh cảnh chứ ý nghĩ này vừa hiện ra trong lòng thượng quan hi nhi dâng lên mãnh liệt kích động ánh mắt tràn ngập yêu dị nhìn từng trần thân hình nhanh như chớp một lần nữa xuất thủ đánh tới đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi liệu rằng với lực lượng đã đạt đến thánh cảnh của thượng quan hi nhi thì từng trần có thể đối phó được không để biết những diễn biến tiếp theo mọi người nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhé